bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay, Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn một căn nhà phố ở khu vực quận 9, ở phường Phước Long B, quận 9. Chủ nhà vừa mới ký gửi cho Khoa để cho thuê. Thì Khoa đánh giá là cái căn nhà này khá là tốt, đáp ứng khá là đầy đủ cho các anh chị nào mà có cái nhu cầu thuê tầm khoảng là 2 đến 3 sàn dùng để ở hoặc là dùng để làm mở văn phòng công ty. Trước mắt của chúng ta đó chính là flycam của toàn cái khu vực xung quanh của cái căn nhà mà cái tòa nhà đang tọa lạc ở khu vực phường Phước Long B, quận 9. Thì cái địa chỉ của tòa nhà này đó chính là số 66 đường 655 Phước Long B, quận 9. Thì cái đường trục đường 655 này là nằm sát bên hai cái trục đường liên phường và đường Đỗ Xuân Hợp đó các anh chị. Khá là thuận tiện khi mà chúng ta về phía trung tâm thành phố, đi khoảng là 20 phút là về phía quận 1, về hướng cao tốc. Và qua đánh giá là cái căn nhà phố này rất là tốt để cho các anh chị nào, các doanh nghiệp nào có nhu cầu mở văn phòng bất động sản hoặc là có nhu cầu về mở trung tâm Anh ngữ, trung tâm ngoại ngữ ở đây. Khu vực của chúng ta rất là hiếm cái trung tâm ngoại ngữ nha các anh chị. Thì các bé nào mà muốn học ngoại ngữ thì phải đi ra xa hơn, đó chính là khu vực mà đường Nguyễn Duy Trinh. Còn cái khu vực Liên Phường ở khu vực này hầu như không có một trung tâm Anh ngữ nào hết. Về phía cái tòa nhà thì có một trệt, hai lầu và một tầng sân thượng. Chúng ta có thể sử dụng hết những cái chức năng ở đây. Thì diện tích của tầng trệt là 60m2. Chúng ta chưa tính sân trước và sân sau. Sân trước, cái tòa nhà của chúng ta là ngang 5,5m nha các anh chị. Sân trước là 5,5 nhân cho 3m. Và sân sau là 5,5 nhân cho 2m. Phía vỉa hè chúng ta ngoài ra chúng ta có vỉa hè tầm khoảng 4m. Lầu 1 và lầu 2 giống nhau. Thì cái cầu thang được bố trí ở giữa cái tòa nhà, chia ra làm hai gian. Phòng trước, khi chúng ta lên lầu 1 và lầu 2 á, thì phòng trước cái diện tích là 5,5 nhân cho 5 là 27,5m2. Phòng sau là 5,5 nhân cho 3,5 là 19,25m2. Thì phòng sau sẽ nhỏ hơn phòng đầu. Phòng trước chúng ta có ban công. Sân thượng ở khu vực lầu 3 thì bao gồm sân trước, sân sau và chúng ta có một tầng tâm. Tầng tâm đó thì được bố trí là phòng giặt, cái phòng nhỏ khá là sáng sủa. Từ cái cầu thang của chúng ta đó là một cái giếng trời, thì đem ánh sáng cho khắp cái tòa nhà của chúng ta. Anh chị, chúng ta sẽ không tốn điện quá nhiều cho cái tòa nhà này. Khoa có clip đi vào bên trong thực tế của tòa nhà sau cái video flycam này. Các anh chị có thể xem thực tế ở phía phần sau nhé các anh chị. Thì trên flycam các anh chị thấy là phía ngoài tòa nhà khá là sáng sủa, và khu vực thì có thể là hơi một tí ngập nước nếu mà trời mưa, nhưng mà sẽ thoát nước khá là nhanh nha các anh chị. Ngoài ra đường Đỗ Xuân Hợp đang được mở rộng lên 30m. Có điều thì cái khu vực cầu Nam Lý thì hiện bây giờ chúng ta gặp phải một tình trạng kẹt xe cục bộ ở khu vực ở dưới dạ cầu vượt Nam Lý. Cái tòa nhà của chúng ta tòa lạc gần ngay cái trục đường Liên Phường và trục đường Đỗ Xuân Hợp, đó chính là những cái trục đường huyết mạch nhất của khu vực quận 9, liền kề với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì chủ nhà đang có một mức giá khá là tốt trong cái mùa dịch Covid này. Các anh chị nào quan tâm vui lòng liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Và sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Bây giờ xin mời các anh chị cùng Khoa chúng ta vào bên trong của căn nhà. Đây là cái khu vực trục đường, cái tuyến đường nội khu của khu dân cư. Đó là phía trước mặt tiền của căn nhà của chúng ta.
đây các anh chị vừa bước vào thì chúng ta thấy được cái gian trước của tầng trệt, chúng ta gặp được cầu thang phía sau. Rồi chúng ta có một cái sân sau đó các anh chị. Sân sau là 5,5 nhân cho 2 m, còn sân trước là 5,5 nhân cho 3 m. Nhà vừa mới xây, vừa mới hoàn thiện và vẫn còn vôi. Thì chúng ta lên cầu thang. Đó, tất cả các tầng chúng ta đều có nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh thì phía sau của tầng trệt thì nằm ở phía sau nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện. Còn tầng 1, tầng 2 chúng ta có nhà vệ sinh ở giữa ngay cầu thang. Đây là cái khu vực mà phòng sau đó các anh chị, của tầng 1. Từ tầng 1 cho tầng 2, lầu 1 và lầu 2 có phòng sau là 5,5 nhân cho 3,5 m là 19,25. Còn phòng trước là 5,5 nhân cho 5 là 27,5 m² nha. Phòng trước sẽ lớn hơn. Ngoài ra chúng ta có ban công của phòng trước vẫn chưa tính. Đây là nhà vệ sinh nằm ở ngay khu vực cầu thang. Của tầng lầu chúng ta có một nhà vệ sinh với đầy đủ. Chúng ta có phòng tắm. Từ ở trên đó các chị thấy giếng trời chúng ta rất là sáng nha các chị. Thì cái hình ảnh thì video qua quay hơi tối, nhưng mà khi thực tế rất là sáng. Đây là phòng trước. Phòng trước chúng ta có ban công nhìn xuống bên dưới. Khoa xin nhắc lại số điện thoại của khoa là 0979 676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Ngoài ra số điện thoại khoa có để trên màn hình, trên góc của màn hình. Thì chủ nhà vừa mới hoàn thiện nên có mức giá khá là tốt cho các anh chị nào mà có nhu cầu thuê ở trong cái thời điểm này. Chủ nhà vẫn chưa làm kính của phòng tắm, nhưng mà chủ nhà có nói là khi nào các anh chị nào có nhu cầu thuê á, thì chủ nhà sẽ gắn kính phòng tắm liền. Đó là lầu 2, phòng sau của lầu 2. Để chúng ta bước qua phòng trước. Phòng trước cũng y như phòng của lầu 1, có ban công nhìn ra. Cái tòa nhà của chúng ta là nằm kề cận với trục đường Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường và ngay cái đầu cầu, ngay cái mé dốc cầu của cầu Long Phú, kết nối qua khu dân cư Phú Nhuận, Kiến Á nha các chị. Đây, giếng trời đó.
là sáng. Và những bức tường được sơn với màu trắng, vôi trắng sáng anh chị. Và gạch thì màu vàng, vàng trắng. Cùng với những cái họa tiết, cái cửa sơn màu đen thì khá là hài hòa của cái màu ở đây. Đây là khu vực sân thượng. Sân thượng chúng ta có tầng tâm ở bên trên, có cái phòng giặt. Thì sân thượng, sân trước, sân sau chúng ta đều có thể sử dụng được, rất là rộng. Ví dụ chúng ta có thể tổ chức tiệc ở đây, BBQ. Anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng những dự án khu vực quận 2, quận 9, bao gồm nhà phố, biệt thự, căn hộ chung cư cho thuê, ký gửi, chuyển nhượng thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại 0979 67 6655 để được tư vấn thêm. Các anh chị nào thấy kênh YouTube của Khoa hữu ích cho mình thì hãy đăng ký nút subscribe bên dưới. Bởi vì Khoa sẽ có những rất là nhiều video clip mà chắc chắn là sẽ bổ sung khá là nhiều kiến thức hay là những cái thị trường xung quanh thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Đến đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Chúc các anh chị chúng ta có một ngày làm việc thật là vui vẻ và nhiều may mắn.